Xin chào các bạn, tôi tên là Nguyễn Thị Hồng Tú. Hôm nay tôi sẽ đại diện cho Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp Công nghệ Cao. Tôi sẽ trình bày cho các bạn về cái bài giảng về nhân giống lan hồ điệp bằng phương pháp nuôi cấy mô và tế bào thực vật. Về cái loài lan hồ điệp này thì thuộc loài đơn thân, có là lá dày và sát vào nhau, hoa thì có màu sắc rất đa dạng. Người ta có thể trồng hồ điệp để cắt cành hoặc là cái chậu, rất là sang trọng. Hôm nay tôi sẽ trình bày cho các bạn về cái quy trình nhân giống cái loài lan này. Sau đây tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn về cái cách pha môi trường. Môi trường chúng tôi sử dụng ở đây đó là môi trường MS. Chúng ta sẽ sử dụng những cái stock pha sẵn như là macro, micro, vitamin, sắt ete và các chất điều hòa sinh trưởng như là NaA, EPA, BA để mà bổ sung vô cái môi trường nuôi cấy của mình. Ngoài ra chúng ta có thể sử dụng thêm các chất hữu cơ như là chuối, nước dừa, tùy cái mục đích của môi trường của mình mà mình có thể sử dụng những cái thành phần và liều lượng khác nhau. Sau khi chúng ta cân đo đong đếm đủ cái thể tích cũng như là liều lượng mình cần sử dụng thì chúng ta sẽ thêm nước vào cho đủ cái thể tích mình cần pha. Sau đó chúng ta sẽ đem đủ chủng pH về 5.8 và rót vào các chai lọ như là hộp hoặc là bịch ni lông. Sau đó chúng ta đem đi hấp ở nhiệt độ là 121 độ C trong vòng 20 phút. Cách lựa chọn cây mẹ thì chúng ta lựa chọn cái cây to khỏe, có phát hoa dài, số lượng hoa trên phát hoa nhiều và có màu sắc theo cái tiêu chuẩn mình mong muốn. Và trước khi lấy mẫu thì chúng ta test virus bằng cái bộ kit test nhanh để kiểm tra mẫu mình, cây mẫu của mình có bị nhiễm virus hay không. Thì ở hồ điệp thì chúng ta sẽ sử dụng cái phần phát hoa đây để chúng ta làm mẫu. Thì trước khi lấy mẫu thì chúng ta sẽ chọn những cái cây là có phát hoa nở từ 1 đến 3 hoa. Thì trước khi cắt mẫu thì chúng ta sẽ đưa cây mẹ vào những cái nơi khô thoáng, hạn chế tưới nước khoảng vài ngày để cho khi mà mình vô mẫu thì nó sẽ hạn chế được cái việc mình nhiễm nấm hoặc nhiễm khuẩn trong quá trình mình lấy mẫu. Rồi chúng ta tiến hành cắt phát hoa. Chúng ta sử dụng dao cấy sạch cắt ngay tại vị trí phát hoa, cách đoạn thân khoảng 3 cm các bạn nhé. Sau khi cắt phát hoa ra khỏi cây mẹ thì chúng ta sẽ tiến hành xử lý mẫu cấy. Chúng ta dùng dao cắt bỏ cái phần trên của phát hoa, sau đó dùng bông thấm cồn 70 độ chúng ta lau sạch cái bề mặt của phát hoa. Các bạn lưu ý là mình lau nhẹ tay để hạn chế làm tổn thương cái chậu ngủ bên trong. Sau khi lau xong thì mình dùng dao cấy mình cắt những cái đoạn của phát hoa có chứa cái chậu ngủ. Khoảng cách của mình là khoảng từ 4 đến 5 cm. Sau khi cắt mẫu xong thì chúng ta sẽ cho mẫu vào bình nước sạch. Chúng ta thêm vài giọt xà phòng. Sau đó mình lắc khoảng 30 phút. Các bạn lưu ý mình lắc nhẹ. Sau đó thì mình rửa sạch xà phòng bằng nước sạch. Sau khi sạch xà phòng thì chúng ta sẽ tiến hành khử trùng mẫu trong tủ cấy vô trùng.
sau khi rửa sạch xà phòng bằng nước sạch thì chúng ta sẽ chuyển vào tủ cái vô trùng, chúng ta thực hiện các thao tác trong cái tủ này và đưa vào đây thì chúng ta sẽ rửa sạch bằng nước hấp khử trùng khoảng từ 1 đến 2 lần, sau đó chúng ta lắc bằng cồn 70 độ, các bạn lắng nhẹ khoảng 1 phút. Sau đó chúng ta sẽ rửa sạch bằng nước cắt khử trùng từ 3 đến 4 lần. Sau đó chúng ta sẽ cho mẫu vào dung dịch Javen, nước tỷ lệ là 50-50, chúng ta thêm vài giọt Sting 20 nhằm nâng cao cái hiệu quả khử trùng. Sau đó mình lắc nhẹ trong vòng khoảng 15 phút. Sau đó chúng ta sẽ rửa sạch bằng nước cất khử trùng khoảng từ 4 đến 5 lần và chúng ta tiến hành tách mẫu. Rồi chúng ta tiến hành tách mẫu cái. Các bạn hơ miệng chai trước khi gấp mẫu ra để hạn chế việc nhiễm khuẩn. Ta dùng dao cắt nhẹ cái bao lá, bao chồi, sau đó chúng ta tách nhẹ nó ra ha. Các bạn lưu ý là nhẹ tay để hạn chế làm tổn thương cái chậu ngũ của mình. Sau đó chúng ta sẽ cắt ngang cái chậu ngũ này. Chúng ta sẽ cắt bỏ những cái phần trên và phần dưới của cái phát hoa. Phát hoa sau khi mình tách xong thì mình sẽ cắm vào môi trường, cấy vào môi trường tái sinh BOB. Các bạn lưu ý là khi mình cấy vào thì mình sẽ cho cái cắm sao cho mà cái phần chậu ngũ nó tiếp xúc với môi trường để nó tăng cái hiệu quả phát sinh BOB. Sau đó thì chúng ta sẽ ghi nhãn tay giống, ngày và môi trường nuôi cấy và chuyển vào phòng nuôi. Rồi, điều kiện phòng nuôi của mình là có cường độ chiếu sáng là khoảng 2000 lux, nhiệt độ là từ 24 đến 26 độ C, độ ẩm của mình là khoảng 65%. BOB sau khi được tái sinh từ phát hoa thì chúng ta sẽ tách cảm ứng chồi. Bạn hơ nhẹ miệng chai. Bên dao dĩa sau khi chúng ta đã hơ và để nguội thì chúng ta sẽ gấp cái cụm BOB của mình ra. Và chúng ta tiến hành tách. Chúng ta tiến hành tách mẫu. Các bạn dùng dao cấy tách nhỏ những cái cụm BOB này ra. Các bạn lưu ý là những cái cụm BOB này trước khi chúng ta sử dụng để tái sinh chồi, chúng ta sẽ kiểm lại coi nó có nhiễm khuẩn hay là nhiễm nấm hay không thì trước khi mình sẽ sử dụng để nhân chồi. Chúng ta tách ra và tách bỏ những cái phần úa dơ ha. Sau khi tách cụm BOB xong thì chúng ta sẽ cấy chúng vào cái môi trường tái sinh chồi. Các bạn hơi nhẹ miệng ba miệng chai trước khi mình cấy qua. Chúng ta gấp từng cụm cắm vào môi trường. Sau khi cấy xong thì chúng ta sẽ ghi tên giống, ngày cấy, môi trường và chuyển vào phòng nuôi. Điều kiện phòng nuôi của chúng ta cũng là
Cường độ chiếu sáng là 2000 lút, nhiệt độ là từ 24 đến 26 độ C, độ ẩm là 65%. Sau khi chúng ta cấy tái sinh chồi khoảng từ 8 đến 12 tuần thì chúng ta sẽ có được cái bình chồi như thế này. Từ cái bình chồi này chúng ta sẽ cấy truyền những cái chồi này ra môi trường tăng trưởng để cho nó phát. Chúng ta tiến hành gấp cụm chồi ra đĩa. Bên giao đĩa sau khi chúng ta hơi nguội rồi thì chúng ta sẽ gấp những cái cụm chồi của mình ra và tách. Chúng ta tiến hành tách mọ, tách chồi và tách rời từng cây ra khỏi cái cụm chồi của mình. Lưu ý mình thao tác nhẹ tay để hạn chế tổn thương cái chồi của mình á. Rồi sau khi chúng ta tách xong thì chúng ta hơ bên dao và chuẩn chờ cho nó nguội và cái chúng vào môi trường tăng trưởng cây. Các bạn lưu ý là khi cấy thì mình lựa những cái cây nó có kích cỡ đồng đều nhau. Một bình chúng ta cấy khoảng từ 10 đến 15 cây và sau khi cấy xong thì chúng ta sẽ hơi nhẹ cái nút của mình và đậy lại và chuyển qua phòng nuôi. Điều kiện phòng nuôi của mình cũng là 2000 lút, cường độ chiếu sáng là 2000 lút và nhiệt độ là từ 24 đến 26 độ C, độ ẩm thì khoảng 65%. Những cái bình chậu của mình sau khi mà mình nuôi trong cái phòng nuôi khoảng từ 3 đến 4 tháng thì nó sẽ có kích thước là từ 3 đến 4 đến 5 cm, khoảng từ 4 đến 5 rễ và đạt số lá là từ 3 đến 4 lá thì mình sẽ chuyển ra vườn nuôi, dưỡng ra vườn ươm hoặc là chuyển giao cho bà con nông dân. Thì đây là cái bình mà nó đạt tiêu chuẩn ra vườn ươm. Trên đây thì tôi đã trình bày xong với các bạn về cái quy trình nhân giống lan hồ điệp bằng phương pháp nuôi cái mô và tế bào thực vật. Mọi thông tin cần liên hệ thì các bạn vui lòng liên hệ Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp Công nghệ cao. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video sau.